Anh ơi, Ừ? lên nửa ba anh gặp mấy cái key khó nhớ quá. Bây giờ em đố anh làm sao cho em nhớ được mấy cái từ đấy đấy. Nhưng mà nó nhiều quá, một clip không được, là hai clip được. Được. Hai clip được thế. Được rồi, thế thì clip hôm nay đầu tiên sẽ là key đi với tính từ, clip sau là key đi với động từ, được không? Ok. Ok, nào chúng ta nhau bắt đầu. Thứ nhất chúng ta phải hiểu key nó là cái gì. Key nó là cái khí, là cái trái tim của chúng ta này, là những thứ thuộc về nội tâm bên trong này các bạn ạ. Còn tính từ thì các bạn cứ hiểu cái bản chất vốn có của nó. Ok chưa? Thứ nhất chúng ta đi với cặp đầu tiên này. Oki chi sai, đúng không? Ki ga oki tức là cái khí, cái trái tim của chúng ta là to thì nó ám chỉ ý nghĩa là rộng lượng, hào phóng. Được chưa? Còn cái ki ga chi sai tức là gì? Nhỏ, trái tim mình nhỏ. Nhìn thấy cái gì mình cũng phải thu người nào. Chỉ là rút sát, nhột nhẹ. Lại đi. Nhột nhát, rút sát. Còn ki ga chi sai có nghĩa là sợ sệt, nhút nhát. Chi sai mà nhỏ mà. Đúng không? Ví dụ này. Kanojo wa ki ga chi sai kara hito mae de wa hanasenai. Cô ấy nhút nhát nên là không thể nói chuyện được trước mặt mọi người, đúng không? Tiếp theo là cặp tsuyoi và yowai. Đấy thì các bạn cứ hiểu theo cái bản tsuyoi bình thường các bạn học gì? Là mạnh đúng không? Thì đúng không? Là mạnh mẽ. Còn ngược lại, yowai. Yowai là kiểu như là gì ạ? Rụt rè, kiểu như là ngựa rụt rè. Ví dụ như này nhá. Kanojo wa kia yowai kara jibun no ike no ienai. Cô ấy rất là rụt rè, nhút nhát nên là không nói được ý kiến của bản thân mình. Được chưa? Tiếp theo, cặp số 3 đó là Nagai và Mizikai. Ki ga Nagai. Nagai, Nagai ám chỉ là chúng ta cần phải kiên nhẫn. Ví dụ là kiên nhẫn làm cái gì trong thời gian dài, đúng không? Ví dụ là Kare wa ki ga Nagai desu ne, tức là anh ấy thật là kiên nhẫn. Còn ngược lại, Mizikai. Ki ga Mizikai. Mizikai là nó rất là ngắn, khí rất là ngắn. Thì trong một khoảng thời gian ngắn đấy thì chúng ta sẽ bộc phát cái gì đó ra ngay, thì em chỉ là một người nào đó nóng tính nhất các bạn. Ok, tiếp theo đó là kiga hayai. Hayai đây có nghĩa là sớm. Cái khí này mà nó sớm thì em chỉ là người hay lo xa, đúng không? Chẳng hạn như thế này: mada asa nao no ni kiga hayai watashi wa mou ban gohan no junbi wo hajimete iru. Được chưa? Cặp cuối cùng là cặp rất là hay dùng, đó là omoi và karui. Đầu tiên, khi ga omoi, đúng không? Khí mà nó nặng thì chúng ta sẽ cảm thấy nặng nề. Thấy chưa? Còn khi ga karui, khí mà nhẹ thì sẽ gì nhỉ? Nhẹ lòng, thoải mái, đúng không nào? Và cái từ khi ga karui này hay sử dụng theo dạng là khi ga karuku naru. Kono video wo mite tottemo khi ga karuku natta. Và đó là những quán dụng ngữ khi cộng với lại tính từ rất hay sử dụng trong N3 và N2 nhá.